Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi một lần nữa kiểm tra thử mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce trong phiên ngày hôm thứ Sáu. Do đồng đô la Mỹ mạnh lên và hoạt động chốt lời của một bộ phận nhà đầu tư gây áp lực giảm. Ở trong nước, giá vàng sáng nay giảm phổ biến từ 200 cho đến 300 nghìn đồng một lượng, trong khi một số sản phẩm khác đi ngang. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhận bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 54 triệu 800 nghìn đồng một lượng và 55 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 320 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 700 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66 triệu 700 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 250 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 600 cho đến 700 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phú quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 650 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 290 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 600 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 66 triệu 700 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 275 nghìn đồng một lượng đến 54 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 275 nghìn đồng một lượng đến 55 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch đêm ngày hôm thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã giảm 15,7 đô la Mỹ, tương đương với mức giảm 0,79%, đứng tại mức 1.976,9 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này tương đương khoảng 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng,
nếu như quy đổi theo tỷ giá đồng đô la tại ngân hàng Sacombank. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 11 triệu đồng một lượng, nhưng cao hơn giá vàng nhẫn Boso 9 400.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm thứ Sáu, có lúc giá vàng đã vượt mốc 2.000 đô la Mỹ một ao lần thứ ba trong tuần này, do mối lo cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể sẽ lan rộng, thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến những tài sản an toàn. Ngoài ra, đặt cược của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sắp dừng tăng lãi suất, thậm chí là chuyển sang cắt giảm lãi suất trong năm nay, cũng có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất. Tuy nhiên, ở mức 2.000 đô la Mỹ, hoạt động chốt lời đã diễn ra mạnh. Cộng thêm, đồng đô la Mỹ hồi giá sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp cũng khiến cho giá vàng không thể duy trì được ở mốc chủ chốt. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng gần 0,6% trong phiên ngày hôm thứ Sáu, đóng cửa ở mức hơn 103,1 điểm. Cả tuần, chỉ số này đã giảm 0,6%. Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia trưởng ông Bart Millett của ngân hàng TD Security nói rằng đồng đô la Mỹ mạnh lên, phiên phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ và tâm lý ham thích rủi ro tăng lên là những nguyên nhân khiến cho giá vàng giảm. Tuy nhiên, theo ông Millett, giá vàng sẽ tiếp tục được nâng đỡ bởi các diễn biến vĩ mô. Cả tuần, giá vàng thế giới giảm khoảng 0,5%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần tăng liên tiếp. Sự xuất hiện của mức giá 2.000 đô la Mỹ trong tuần này là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái, thời điểm giá vàng tăng bùng nổ sau khi chiến tranh tại Nga và Ukraine bùng nổ. Sau những biến động gần đây ở Mỹ và Thụy Sĩ, giới đầu tư lại bán tháo cổ phiếu Deutsche trong phiên ngày hôm thứ Sáu, sau khi giá hợp đồng hoán đổi rủi ro vỡ nợ của ngân hàng Đức này tăng cao. Chiến lược gia ông Habaco của Rio Fururi nói với hãng tin Reuters, bất kể lo ngại nào mới về sức khỏe của các ngân hàng cũng sẽ trở thành chất xúc tác để vàng tăng giá. Trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần này, giới chức Fed nói hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng tài chính gia tăng và đây là cơ sở để họ tập trung vào nhiệm vụ chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Phát biểu ngày thứ Sáu, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chi nhánh tại Lowy, ông James Bullen nói rằng khi căng thẳng trong hệ thống ngân hàng giảm bớt, Fed sẽ phải tăng lãi suất cao hơn để tiếp tục kéo lạm phát xuống. Ông cho rằng việc duy trì thắt chặt là cần thiết để phản ứng với các số liệu kinh tế mạnh gần đây và cũng dựa trên giả định rằng căng thẳng tài chính sẽ giảm bớt trong những tuần và tháng tới. Theo ông Butler, lãi suất cực đại của Fed trong chu kỳ thắt chặt này phải là từ 5,5 cho đến 5,75%, trong khi phần lớn các đồng nghiệp của ông dự báo mức từ 5 cho đến 5,25%. Ông Frank Cholli, chiến lược gia thị trường cấp cao của Rio Fururi nói với hãng tin Kiko News rằng thị trường trái phiếu đang báo hiệu rằng Fed sẽ xoay trục, thể hiện qua lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ gần đây giảm nhanh. Thị trường trái phiếu đang nói lên một điều rằng sắp đến lúc Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất. Điều đó có lợi cho vàng. Chúng ta đang thấy sự điều chỉnh của giá vàng sau một đợt tăng mạnh, nhưng điều đó không đủ để thay đổi xu hướng. Có thể sớm nhất là vào tháng 6, Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.